Ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định số 54 khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại thôn Ia Nur, xã Pân Đờ Răng, huyện Krông Búc. Qua điều tra, truy vết xác định được ổ dịch tại thôn Ia Nur khởi phát ngày 16 tháng 9, 2021 với nguồn lây được xác định có liên quan đến một người làm thuê tại cơ sở thu mua sầu riêng Lan Tươi ở thị xã Buôn Hồ về thôn Ia Nur. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk, chùm ca bệnh tại thôn Ia Nur đã ghi nhận tổng 46 ca dương tính với COVID-19. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Krông Búc còn khoanh vùng, truy vết được 51 trường hợp F1 và hơn 500 trường hợp F2, F3. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Búc vẫn diễn biến phức tạp, nên người dân cần chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.